cả nhà khỏe không? Hôm nay em tới nhà anh của em, anh chị của em á, hái thanh long vàng. Có thanh long vàng. Có thanh long vàng. Ồ, ở đây nhiều ngã, nhiều gai quá. Đi qua bên kia, cái bên kia. Đi bên kia thôi, kệ, đi qua đây luôn đi. mình muốn ăn thì mình phải hy sinh. Đây nè. Nè, nó dướng nè. Đang ra bông nữa nè cả nhà, đã không cả nhà? Cái bông của nó đẹp lắm, màu tím phải không anh ba? Cái bông màu nó vàng. Ra màu gì? Màu vàng hả? Nó ra màu tím đúng không? Cái bông á. Yeah. Ok, để em cắt cho cả nhà coi. Cái nè, thanh long vàng nè cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thanh long vàng nè, đã không cả nhà? Đó. Đó, thấy thanh long vàng không? Coi nè, cái này là ăn được rồi hả anh ba? Ngon không? Trời ơi, cũng được mấy trái rồi nha. Ở đây nữa nè cả nhà. Đó, nó núp núp kìa. Đó, bây giờ là anh ba giờ để dành cho em á, phải không? Đó, thấy thương không? Rồi, bây giờ em cắt nha. Em phải chà chà cho mấy cái cây nó xuống. Đó. Để chà cho mấy cái cây nó xuống mà. Nhiều gai quá. Anh ba cho em mấy cái cây này đó, em trồng nhà nó gai nó lên quá trời. Cái em để em cũng chưa có trồng hẳn nữa. Cắt lấy kéo cắt để nó ăn vô thịt. Cái này cũng dai lắm cho nên không lấy được. Mình cắt cái cuốn nó còn. Cái dao đó anh ba ơi, anh ba lấy cái dao để em cắt ra. Cái này là không có bẻ được đó. Mình lấy cái bàn chải á cả nhà, mình chà hết cái gai của nó, chứ nếu không gai dữ lắm cả nhà ơi, gai đầy luôn á, cho nên là hoa hồng đẹp có gai, thanh long ngon thì cũng phải có gai cả nhà nhỉ. Để đây tạm đi. Ok, mở ra cho cả nhà xem nha. Cắt ra. Trái này là chính, ở trong nó màu gì anh? Ủa, này màu trắng chứ phải là màu vàng đâu anh ba. Này thanh long ở ngoài vàng nhưng mà ở trong trắng. Chứ không phải cái loại ở trong vàng nha cả nhà. Đây cái hộp nó cũng bự nha cả nhà. Anh ba nhà quay thấy rõ không? À, mời cả nhà ăn nha. Nhưng mà anh ba ăn nha. Anh ba chừa cho em nhiều trái quá. Nó ngọt. Nó ngọt lợ lợ mà nước rất là nhiều. Nhưng mà em thấy ngọt vậy được rồi anh ba. Không. Cắt để vô vài ngày nó ngọt lắm. Dạ đúng rồi, cắt vô vài ngày. Nhưng mà em thích ăn nó lợ lợ vậy được. Nó mới nè. Ngọt. Ngon quá. Nước rất là nhiều luôn cả nhà. Nó ngọt vừa vừa thôi Linh. Không, thì đó, mình hái vô mình để thì nó sẽ ngọt hơn rồi. Ngon lắm cả nhà ơi. Thôi mấy trái kia em đem về cho nhà em, chồng con em ăn. Ngọt lắm cả nhà. Rất là nhiều nước luôn. Đã quá. Em để đây cho anh ba dọn nha. Để em hái hết mấy trái này luôn đã. Phải chà nó trước cả nhà ơi, nếu không là chịu không nổi với mấy cái gai này đâu. Chị Vân ăn thử chưa? Mấy chị ăn thử chưa anh ba? Vậy hả? Trời ơi, thấy em ngon lành không? Được anh ba ưu đãi. Tự gì lên chê thôi. Đó, bởi vậy thấy chưa? Chê. Cắt giùm cho em mở rau tí tô á. Linh lấy cái rổ ra Linh. Để hái trái rồi hái rau tí tô đồ luôn. Đi qua hái trái thanh long đỏ ăn anh ba ơi. Đây nè anh ba. Có trái thanh long đỏ nè.
không? Cái này chắc ăn được chưa? Cho ăn không? Được rồi. Chín được rồi ha. Nhưng mà nó hết chưa có chín mấy. Thanh long đỏ bẻ tại chỗ, ăn tại chỗ luôn cả nhà ơi. Đó, cái này là giống nhà em nè. Thanh long tím. Thanh long tím. Đẹp, cái màu đẹp ghê không cả nhà? Ha, màu đẹp quá ha. Ăn cái loại này là ngọt hơn cái kia nữa. Rồi cái kia ăn từ nãy giờ mà cái miệng vẫn còn ngọt anh ba. Nó không có ngọt đậm đà như cái loại này nhưng mà ăn đến giờ vẫn còn ngọt. Mời cả nhà ăn thanh long tím nha. Oh my god, ngọt quá anh ba ơi. Ngọt thanh tan ở trong miệng á. Đã quá, quá đã. Đã quá. Còn cái loại kia nữa phải không anh ba? Nói gì nữa? Nói anh ba. Nói gì? Cái loại mà thanh long vàng kia có luôn phải không? Có một cái nữa. Đây này cả nhà ơi, sắp sửa là sẽ được ăn thanh long vàng. Loại này nữa là cả nhà, cái trái bự kinh khủng không cả nhà? Qua wow, cái trái bự hơn cái tay em nữa. Đã không cả nhà? Đó, đây là một loại thanh long vàng khác rất là ngon. Cái này là cái ruột nó vàng hả anh ba, hay là cái trái ngoài vàng thôi? Không biết. Em nghĩ chắc cái ruột nó vàng á ha. Trái bự vậy. Dạ. Anh ba cầm giùm em. Nè cả nhà ơi, cái trái này đó hả, bự bành ki luôn á cả nhà. Chắc em nghĩ cái trái này cũng 1 kg á. Còn cái này là thanh long vàng. Hồi nãy em mới hái nó ra bông tím tím dễ thương á. Đó, nhà anh có chị của em là quá trời à. Thanh long luôn. Nó đang ra nụ nữa nè, thanh long vàng nè, nó đang ra nụ nhiều lắm. Em thấy nhỏ đầy luôn anh ba. Đó. Cái loại này là đỏ hay là cái gì anh ba? Anh ba, cái loại này là đỏ hay gì? Cái này là vàng hết, ngay gốc này là vàng hết. Là cái loại này giống như cái trái bự á anh ba? Vậy là anh phải chờ chấm. Ban đêm anh ra anh chấm anh ba ơi. Cái loại này không có bông là ban đêm anh phải ra anh chấm á. Coi nè, anh rể hái rau cho chị nấu đồ ăn. Cái rau này nó thích nước lắm, anh ba tưới nước nhiều là nó lá nó bự lắm. Cái này sắp là bông hết rồi. Bên kia cây thanh long kia cũng có trái, anh phải cắt nhiều á thì bắt đầu nó mới ra lá bự nhiều. Cái này thiếu nước nè, bởi lá nào cũng nhỏ hết đó, mới sắp ra bông luôn rồi.